Kể chuyện em nghe, mở ra thế giới nhiệm màu, nuôi dưỡng hạt mầm yêu thương. Cô Củ Cải chào các con, chào mừng các con đến với chương trình Kể chuyện em nghe với những câu chuyện thú vị cùng nhiều bài học giá trị. Hôm nay, mến mời các con cùng đến với câu chuyện Tình người trong nhân gian. Súp Hiêu Thị là cậu bé sinh ra trong một gia đình rất giàu có, cha mẹ cậu rất đổi cưng chiều. Tuy nhiên, từ nhỏ cậu đã không xem nặng tiền bạc. Đi đường gặp người nghèo áo rách, cậu liền cởi áo ngoài ra cho luôn, chỉ mặc áo ngắn và quần cụt đi về nhà. Cha mẹ cậu không bằng lòng hành động của cậu nên liền răn dạy cậu: con làm như vậy không được, tiền bạc có sẵn không lý do gì mà đem cho người ta, quần áo trên người cũng cho, thiệt là khó coi. Súp Hiêu Thị lễ phép thưa với cha mẹ: con chẳng biết vì sao tâm con lại nghĩ rằng tất cả mọi người con gặp đều có mối liên hệ gì đó với con, và con phải có trách nhiệm giúp đỡ họ. Tại sao khi họ cần mình lại không giúp? Tại sao cùng là con người lại có người dư người thiếu? Sao mình không san sẻ với nhau được ạ? Nghe những lời đó, cha mẹ cậu cậu rất ngạc nhiên. Vì tuổi còn nhỏ mà cậu có những suy nghĩ thật lạ lùng. Tuy vậy, cha mẹ cậu vẫn không cho phép cậu làm như vậy nữa, và dọa cậu nếu tiếp tục cho đồ thì sẽ không cho ra ngoài. Vậy mà Súp Hiêu Thị vẫn cứ tiếp tục cho đi và giúp đỡ người khác. Cha mẹ cậu bèn giữ cậu ở nhà thường xuyên, nhưng điều đó lại là một niềm hạnh phúc khác của Súp Hiêu Thị. Mỗi ngày cậu lại tìm đọc và nghiền ngẫm rất nhiều sách hay, nhờ tấm lòng rộng lượng, nhân từ và ham học hỏi mà về sau Súp Hiêu Thị được làm học trò của Buddha và trở thành một trong những bậc thầy nổi tiếng thế giới về trí tuệ và đức hạnh. Có hai thứ quý giá nhất trên đời mà dù có giàu có đến mấy, người ta cũng khó lòng mua được. Đó là tình thương vô điều kiện và sự hiểu biết đúng đắn. Tình thương vô điều kiện giúp người đến với nhau, chẳng cần phân biệt giàu hay nghèo. Còn sự hiểu biết đúng đắn sẽ giúp ta nuôi dưỡng, phát triển tình thương một cách lâu bền nhất. Sự hiểu biết ấy chỉ có thể đến từ sự trau dồi học hỏi mỗi ngày mà thôi.